vờ chuyển nhầm 36 củ để lừa đảo. Ai ngờ gặp ngay cao thủ ngân hàng. Tốt bụng trả lại 2 triệu đồng chuyển nhầm rồi bốc hơi luôn mấy chục triệu trong tài khoản. Những ngày cuối năm, một thủ đoạn lừa đảo mới vô cùng tinh vi vừa được công an thành phố Hà Nội phát hiện thông qua hàng loạt vụ việc được trình báo. Trong đó đáng chú ý là trường hợp của chị gái tên D. Theo chị D, một buổi sáng, tài khoản của chị bỗng tinh tinh và hiện số tiền 36 triệu đồng với nội dung khó hiểu, cô D mượn. Đang băn khoăn không biết ai chuyển nhầm tiền thì chủ nhân của tài khoản này nhận được điện thoại của một người phụ nữ nói là lỡ chuyển nhầm và xin lại. Theo chị này, đây là số tiền chị ta cần gấp để làm phẫu thuật cho con. Vì cần gấp nên người phụ nữ này liên tục gọi điện, nhắn tin thúc ép, đòi phải chuyển lại cho chị ta số tiền chuyển nhầm đó. Tuy nhiên nhờ có chức kiến thức ngân hàng, chị D lập tức yêu cầu người phụ nữ gọi điện đến đòi tiền có giấy xác nhận của ngân hàng rằng chị ta đúng là chủ tài khoản. Sau khi nghe yêu cầu, người phụ nữ tự nhận là chuyển nhầm tiền liền lặn mất tâm. Biết không ổn, chị D ra ngân hàng yêu cầu in sổ phụ để kiểm tra xem ai chuyển tiền cho mình, thì vỡ lẽ đó là một người đàn ông tên Lương Văn Thành chuyển tiền từ Vietcombank với nội dung cho D vay với thời hạn 45 ngày. Theo cách giải thích của ngân hàng, sau thời hạn 45 ngày, chủ tài khoản đó sẽ xuất hiện và đòi khoản tiền 20 triệu đồng cùng lãi suất trên trời. Nếu không trả, họ sẽ cho người tới quấy phá vì có bằng chứng chuyển tiền cho vay trên điện thoại. Có thể kể đến trường hợp một người dân trú tại quận Hoàng Mai, Hà Nội trình báo cơ quan công an về việc bất ngờ nhận được 45 triệu đồng chuyển vào tài khoản cùng với nội dung rất khó hiểu. Khi chưa kịp hiểu số tiền này đến từ đâu, cùng ngày đã có một tài khoản Zalo chủ động kết bạn. Trong quá trình nói chuyện, tài khoản Zalo cho biết người dân này đã được một công ty tài chính giải ngân số tiền trên. Do chưa từng thực hiện khoản vay nào qua mạng Internet, nên người dân này đã nghi ngờ thông tin này và đến cơ quan công an trình báo sự việc. Sau khi thấy hành vi lừa đảo không thành, tài khoản Zalo này đã liên tục nhắn tin đe dọa. Cơ quan công an cho biết, người dân này đã đến ngân hàng thực hiện các thủ tục tra soát, đồng thời giao toàn bộ số tiền cho cơ quan công an thụ lý giải quyết. Không cảnh giác như hai trường hợp trên, anh Đào Hoàng T, trú tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, đã bị mất một khoản tiền cùng với hành vi lừa đảo tương tự. Một buổi trưa, thấy tài khoản nổ một khoản tiền hơn 2 triệu đồng. Đang suy nghĩ xem ai gửi cho mình thì khoảng 30 phút sau, có một số điện thoại lạ gọi đến với anh. Giọng một người phụ nữ cho biết lỡ chuyển nhầm tiền cho anh T và mong được anh chuyển lại. Người phụ nữ này cũng nói rằng đang ở nước ngoài nên nhờ anh đăng nhập vào dịch vụ chuyển tiền quốc tế qua một đường link. Không ngờ sau khi điền xong các thông tin, anh T phát hiện mấy chục triệu đồng trong tài khoản của mình đã bị rút sạch. Theo Công an thành phố Hà Nội, việc chuyển nhầm tiền qua tài khoản là thủ đoạn lừa đảo khá tinh vi. Công an khuyến cáo, người dùng tuyệt đối không xử lý số tiền chuyển nhầm vào tài khoản của mình một cách vội vã. Bởi nếu người nhận được tiền vội trả tiền lại cho người gọi đến mà không xác minh rõ số tài khoản ngân hàng, chứng từ chuyển khoản thì sẽ rất phức tạp. Còn nếu đúng hạn trả nợ, chủ tài khoản đã chuyển nhầm tiền xuất hiện và yêu cầu bên nhận thanh toán, thì họ cũng khó có thể từ chối vì thông tin chuyển khoản đã lưu trên điện thoại và có chứng từ ở ngân hàng. Theo Điều 228, 230, 579 Bộ Luật Dân sự 2015, khi tình cờ nhận được khoản tiền lạ từ người chưa từng có mối quan hệ với mình và cũng không có bất cứ giao dịch nào với họ liên quan đến số tiền này, người nhận được xem là người đang chiếm hữu tài sản không có căn cứ pháp luật. Vì vậy, người nhận phải hoàn trả cho chủ sở hữu hoặc giao nộp số tiền đó cho Ủy ban Nhân dân hoặc Công an cấp xã, phường, nơi gần nhất nhằm thông báo công khai cho chủ sở hữu biết để nhận lại. Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo, khi chủ tài khoản bỗng dưng nhận được một khoản tiền chuyển nhầm cho mình thì cần làm theo các bước sau. 1. Là không sử dụng số tiền ấy vào việc chi tiêu cá nhân. Nếu đó là tiền chuyển nhầm thật thì sẽ có đại diện ngân hàng liên hệ để làm việc hoặc người dân có thể chủ động liên hệ với ngân hàng để thông báo. 2. Là nếu khoản tiền nhỏ thì chủ tài khoản có thể yêu cầu ngân hàng cung cấp sao kê rồi đối chiếu với những thông tin nhận được và tiến hành chuyển lại. Còn đối với số tiền lớn thì chủ tài khoản nên sắp xếp thời gian đến trực tiếp chi nhánh ngân hàng để thực hiện việc xác minh hoặc người dân cũng có thể liên hệ với cơ quan công an để giải quyết. 3. Là người dân tuyệt đối không chuyển lại tiền cho người lạ khi không có bên thứ ba làm chứng, tránh bị phiền toái sau này. Đồng thời không chuyển hoàn vào một tài khoản khác với tài khoản đã chuyển cho mình, phải chờ ngân hàng giải quyết trước. 4. Là khi nhận được điện thoại từ ngân hàng, bạn cần kiểm tra xem đó có đúng là số của ngân hàng hay không. Để chắc chắn hơn, chủ tài khoản nên đến ngân hàng làm việc trực tiếp. 5. Là đặc biệt không bao giờ cung cấp mã OTP, tên đăng nhập, password của tài khoản ngân hàng cho bất cứ ai, kể cả họ có xưng là bạn bè, nhân viên ngân hàng hay là cơ quan chức năng đi chăng nữa. Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe. Hãy ấn like, share và đăng ký theo dõi kênh nhé.